khẩu là hệ quả của thời bao cấp, thời kỳ mà mọi thứ đều do chính quyền ban xuống cho người dân. Có hộ khẩu mới có sổ gạo, mới có miếng ăn. Ở Việt Nam, chế độ cai quản người dân bằng hộ khẩu đã có thời gian được nới lỏng đôi chút, nay có vẻ đang tái diễn. Từ khoảng thập niên 1990 trở đi, người dân đã tương đối ít bị sách nhiễu khổ sở vì vấn đề hộ khẩu. Năm 2001, Điều 68 Luật Di trú trong Hiến pháp 1992 của Việt Nam đã được sửa đổi bổ sung, quy định công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước theo quy định của pháp luật. Những điều khoản này của Hiến pháp hiển nhiên đã không được thi hành đúng đắn. Nay thì Bộ Công an lại đề xuất sửa đổi một số điều khoản trong luật di trú, được Quốc hội thông qua vào ngày 20 tháng 6 2013 và sẽ có hiệu lực từ đầu năm tới. Như thế là nay đã hơn 38 năm mà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa vẫn siết chặt đời sống người dân bằng hộ khẩu. Ủy ban pháp luật của Quốc hội cho rằng sự sửa đổi chỉ vì một số vấn đề như tình trạng di dân tự phát vào nội thành của các thành phố lớn để mưu sinh, gây quá tải về hạ tầng, an sinh xã hội, quản lý trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, theo quan điểm giới luật gia trong nước, việc quản lý theo chế độ hộ khẩu và hạn chế quyền mưu sinh đi lại trên lãnh thổ Việt Nam của công dân là vì chính quyền không muốn bỏ một công cụ hạn chế nhiều quyền công dân. Luật sư Hà Huy Sơn nói với Đài Á Châu Tự Do rằng nhà nước đã hạn chế những quyền mà theo quan niệm chung của quốc tế là quyền căn bản của con người, bao gồm quyền tự do đi lại, quyền tự do sinh sống. Tại vì giữa các cái vùng miền ở trong cái nước Việt Nam, giữa nông thôn và thành thị thì nó cũng còn có nhiều cái bất bình đẳng về cái điều kiện văn hóa, y tế, giáo dục, công an, việc làm. Nên người dân người ta có cái nhu cầu, người ta muốn di chuyển đến những cái địa phương mà nó có cái điều kiện tốt hơn cái nơi người ta đang ở, nhưng mà vì cái chuyện đấy nhà nước sợ không quản lý được, làm xáo trộn xã hội nên nhà nước người ta cũng phải đặt ra cái hộ khẩu để người ta duy trì cái ổn định để đạt được cái mục tiêu quản lý của nhà nước thôi, chứ còn nhà nước cũng không tính đến cái để cao cái lợi ích của người dân. Trong khi các nước phát triển và nhiều nước trong khu vực chỉ phải quản lý hộ tịch, cư trú và trật tự xã hội bằng một cái thẻ căn cước hay bằng lái xe, thì những quốc gia như Việt Nam vẫn dùng chế độ hộ khẩu gây nên biết bao nhiêu phiền toái khổ sở cho người dân. Những người ở tỉnh muốn ở tìm việc làm tại Sài Gòn, Hà Nội phải đi đăng ký tạm trú tại công an phường, hết hạn phải đi đổi. Muốn sử dụng các dịch vụ như điện thoại trả sau thì không được, trả tiền điện thì cao gấp đôi người thành phố. Mọi thứ đều rất khó khăn. Một người dân từ Phú Yên di cư vào Sài Gòn sinh sống cho biết tình hình nhập cư nơi thành phố này. Tình hình nhập cư Sài Gòn thì khoảng 2-3 năm trước thì tình hình nhập cư rất là đông, có nghĩa là ồ ạt vô Sài Gòn. Nhưng mà khoảng 1 vài năm gần đây thì có nghĩa là chính sách tỉnh nó có chính sách rất là tốt, nên mà thu hút cái nguồn nhân lực của tỉnh mình về. Nên là bây giờ mình thấy có gia đình mình ổn, cũng không có gì là gì hết. Hỏi rằng chính sách hạn chế nhập cư có ảnh hưởng ra sao, anh nói. Thì mình chính là mình cũng là một người dân nhập cư nên mình nói chung cái chính sách thì nó sẽ hạn chế bớt những người mà gọi là nhập cư vô, nhưng mà bởi vì những điều kiện khó khăn ở ngoài dưới quê nên người ta mới vô trong Sài Gòn, nhưng mà chính sách thì nó đôi khi thì nó có những vấn đề là gọi là nó hơi ràng buộc đối với những người dân nhập cư, nhưng mà mình thấy thì dân nhập cư vô này thì một cách cuối cùng vẫn là để nuôi sống của bản thân thôi, nên là chính sách là nó phù hợp là được. Về điều lệ phải chứng minh 2 năm cư trú một chỗ để giới hạn nhập cư, người thanh niên từ Phú Yên vào cho rằng bản thân mình thì mình thấy cũng rất là khó, bởi vì cái ngành nghề của tất cả các hiện bây giờ thì nó không có gì là nó phù hợp, thì mình sẽ cố gắng mình ở là lâu, nhưng mà hiện bây giờ thì cạnh tranh cũng hơi nhiều, nên là cứ luân chuyển công tác liên tục nên là không có cố định được một chỗ. Mình ở trong này cũng không phải một mình, nhưng mà bà con anh em thì nên là không thể nào mà ở 2 năm mà liên tục được, nên là đăng ký rất là khó.